Em sau này nếu mà em có đủ điều kiện thì chị hy vọng em làm cái gì đó em giúp người giống như em, hay là em có thể giúp ai đó khó khăn hơn em. Chị sẽ cố gắng, chị giúp em. Cảm ơn chị. Quân ở bên Mỹ gửi cho Hân 300, đó là chú Newton Bùi với lại cô Kha Thi Bùi, là hai vợ chồng của chú gửi cho em 300. Trời, đi trễ quá thành thử là chưa có đổi tiền. Ở đây thì tiệm vàng chú biết chú lại chú đổi giùm con nha. Dạ. Này là chú để thẳng nha chú, tiền này chú để nhăn là nó sẽ không đổi đổi mất giá đó. Dạ Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị á. Hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại nhà của bé Hân, bé mà bị lên Bình Dương làm phụ ba mẹ cô bác quý anh chị, và không may thì em bị một cái tai nạn, mất đi một cái cánh tay và cánh chân. Thì hôm nay thì có được Mạnh Thường Quân ở từ Sài Gòn về để mà tìm hiểu cũng như là có thể hỗ trợ cho Hân ghép lại một cái cánh tay cánh chân. Xe ngoài trước của cô bác quý anh chị cũng đang tới, bây giờ Bùi Hồ đứng đây đón nè. Dạ, anh chào ông. Dạ. Chị bên đây là ở, cô nói ở Đài Loan hả chị? Cô dạ, nè cô bé à, chào Hân. Hôm nay có chị ở Sài dạ. Gòn xuống thăm em nè. Đi, Đi chị mời đi. qua Dạ, mời đi chị. Dạ, mời cô ngồi đi, ngồi đi. Về cái em mới trình bày vụ bé Hân cái gì đó. Nó hứa. Nó hứa giúp cho bé. Ngày qua thì điện chú Hồ thì nó ở bên Kiên Giang. Dạ. Tranh thủ hồi nay cũng về, nó không 3 giờ về. Dạ. Hôm nay thì có chị ở Sài Gòn về thăm em để mà giúp đỡ cho em. Chị chắc biết hoàn cảnh của Hân rồi ha. Chị có nghe chị ba nói. Dạ. Chị ba là chị trong nhà, chị ba ở Sài Gòn. Dạ. Dạ. Cô định cư bên Mỹ hả? Bây giờ cái tình trạng của Hân á thì khoảng bao nhiêu tháng nữa mới có thể ghép chân cho em được chút? Cái chờ cái hậu môn nó đưa vô rồi, bây giờ rửa cho nó lành lại, Dạ. rửa mình như mua thuốc uống thêm mình cho rửa lành lại rồi mới tới để phục vụ cho cái chân. Thì chắc có lẽ cũng trong tháng trở ở đây cũng phải đi làm cái chân cho nó đi tới luôn cho dễ sinh hoạt đó. Chứ bây Thì giờ cảnh như vậy ngồi tối ngày mới mua được cái ghế này, nó cứ lắc lắc tới lui này, nó lại lấy đồ ăn không nghe được sẵn cả cô rồi. nói hồi vậy nè, Dạ. chị này thì hứa bắt cho em cái Dạ. chân, thì bây giờ cô Sao lưng lưng. Dạ. cô liên lạc với em là khi nào em đi lên bệnh viện Chợ Rẫy Dạ. để đắp chân thì con liên lạc với số điện thoại của cô. Dạ. Cô sẽ đem tiền vô cái gì Dạ. con thấy sao, Dạ vậy đi cô cho nó như tiện. cho giống như bữa nay Cho nó mà tiện. em của em nó xuống này để gặp, để cho gia đình mình yên tâm. Dạ. Yên tâm là chắc chắn là có người giúp giúp Dạ. cái giúp như vậy, chứ mình nói cho mình thoại không thì sợ không biết sao Dạ. đó, nên nó bữa nay nó muốn tận mắt nó xuống nó thăm bé hơn. Dạ. Rồi nó hứa như vậy. Nếu Cô giờ gọi con một lần cái xong cái nó đi công tác nó chưa về con. Em xin phép chị tên gì Hân? Tên Tuyền. Chị Tuyền. Vậy thì có tin mừng cho Hân rồi.
là nếu như mà trong giờ khoảng một tháng nữa mà em có đi chợ gãy á để mà làm cái công việc mà ghép chân á, thì anh sẽ alo với cô. À, đúng rồi. Sau đó thì chị Tuyền cũng sẽ hỗ trợ cho em về cái kinh tế, về tiền bạc á, để mà cho em ghép. Thì cái chi phí đó là khoảng bao nhiêu hả chú? Cái này hôm trước thì bác sĩ ở chợ gãy á, nói với thằng anh của bé Hân này á, nếu bây giờ nếu nửa người nhà có khả năng để mà lo ghép chân cho ông bé thì anh nó mới hỏi bác sĩ theo cái chân á, là bác sĩ độ chừng bao nhiêu. Nó nói trên dưới khoảng 200. Thì anh nó nói bây giờ dù muốn người không nó cũng phải về để làm với phụ cha mẹ, nó làm thêm để phụ, để kiếm tiền ghép chân cho em. Nó cũng có quyết tâm nó phải làm như vậy. Thì bây giờ con muốn giúp cho bé Hân thì thực sự muốn tìm hiểu coi cái chân đó, con muốn cái loại tốt nhất cho bé. Tại cái chân này em sẽ đi suốt đời của em. Thì chị muốn cái loại chân mà tốt nhất, hoàn hảo nhất cho em. Thì chị xin các gia đình chị sẽ tài trợ hết tiền thuốc men, tiền bệnh viện, những cái chân cho em luôn. Dạ vâng chị. Thì chị sẽ chị không biết tên không? Em tên Hồ, em Bùi Hồ. Chị sẽ xin Zalo của anh Hồ, chị liên lạc với Hồ luôn. Là chị ba đây là chị ba trong nhà. Chị ba cũng là người hồi nhỏ nuôi nấng chị với mấy anh em chị trong gia đình. Thì chị ba có gì chị ba sẽ liên lạc giúp em, mà chị cũng không về đây thường xuyên. Thì mỗi lần chị về chị sẽ ghé thăm em. Thì đằng này nói chung ra thì cũng để tham khảo dọ dọ cái bệnh viện, nhiều khi người ta nói bệnh viện mà trung tâm chỉnh hình á là nó làm tốt hay là làm sao. Còn bệnh viện Chợ Gãy hôm đó thì bác sĩ chỉ gợi ý với mình thôi, rồi bây giờ mình mới hỏi từ 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 coi mằng mằng tới coi cái bệnh viện nào để mà ghép chân là tốt nhất. Đây giỏi lắm nè. Tôi nhờ Bùi Hồ. Bây giờ nếu mà qua Bùi Hồ nhờ, bây giờ cái bệnh viện nào nó là Bùi Hồ đó. Đi sau khảo khảo thử coi bệnh viện nào mà ghép chân cho bé nó dễ dàng. Mấy đứa giỏi lắm. Bởi vì thấy nó này nè, cô thấy này nó cục sát vô quá. Coi tình hình coi làm sao. Thấy không Bùi Hồ? Dạ, nhưng mà trước khi á mà Hân ghép chân á thì mình phải đem lên Chợ Gãy mình kiểm tra lại thể chất về sức khỏe của Hân trước hết, rồi sau đó mình mới có phương hướng mình tính tiếp. Thì nếu như mà về chân tay á thì chấn thương chỉnh hình là số 1 luôn á. Còn về sức khỏe để cho Hân bình phục hết hoàn toàn thì mình khám Chợ Gãy trước. Mấy đứa này anh cứ nhờ tụi nó tư vấn, nó tìm bác sĩ. Cô theo dõi con từ lúc chú mới. Dạ, tại vì con cũng có bạn ở Sài Gòn, con Bụi bạn cũng có cũng Sài Gòn. Anh sẽ liên hệ có thể hỗ trợ cái đó được. Phần đó nữa nhờ Bùi Hồ đó để đi liên lạc giùm. Cái chân của nó là ở dưới, nó mất cái thịt ở dưới. Cái ở trên này thì cái phần ở trên này thì thấy nó lạnh ha. Này nó hốt. Nó hốt. Nó bằng. Nó hốt chứ không phải bằng. Dạ. Ở trên thì nó bằng. Mặt dễ thương ghê. Dạ, có gì nè cô, con cũng nói hồi hoài à. Cái chân cái tay gì đó, nhưng mà may mắn là cái mặt lại còn rất là xinh. Người ta té xe là sẽ trầy cái gương mặt trước à. Cái gương mặt là dễ va chạm nhất. Bữa sau em nhìn lần đầu tiên em hay theo dõi Phong Bụi với Bụi Hồ lắm. Cái em thấy sao lên em của em mới về tới, cái em mới nói trời, chị thấy cái mảnh đời với Đồng Tháp thương quá, nó kể nó nghe là ok liền. Ồ, chị từ ở Mỹ về ở Mỹ đây để mà có duyên á chị. Có duyên bên Mỹ. Nãy nó thấy con đi Kiên Giang đi hôm nay để nó còn xót xa các bạn, mấy đứa nó cực lắm. Dạ. Đi chạy tôi thấy chạy đi cởi chỗ này chỗ kia, chỗ nào mà có khó khăn là bắt đầu là con tới. Bữa thứ bảy chủ nhật là con không có ở nhà, con đi tùm lum hết rồi. Đúng, con thấy clip mấy cha con ở cũng Đồng Tháp mà nghèo quá trời nghèo luôn, cái nhà thứ tư tả luôn, nước ngập rồi đó. Hân có nói lời nào với lại chị Tiền không, với lại cô không? Cô cũng ở Sài Gòn. Nói thật ra thì cô đến đây là cô với lại chị đến đây là 2:30, anh tranh thủ là 10 giờ, nhưng mà con ở ngoài biển ngoài không có dõi vô,
vỏ à. Cái vỏ lãi để chạy tàu vô á con, nên là nó hơi trễ, nên trễ giờ cô với là chị. Dạ em cảm ơn chị là hỗ trợ cho em cái chân để cho em đi tới lui để sinh hoạt được. Nhờ cô. Nhờ cô đó nó có chị. Dạ em có duyên, em đủ duyên em gặp chị Ba. Dạ. Chị Ba cũng rất là làm nhiều chuyện từ thiện, mỗi lần chị về là chị Ba dẫn đi tùm lum. Dạ, con cảm ơn cô. Không có gì á. Không cũng có gì, cô cháu mình cũng có duyên thôi. Dạ. Cái từ thành phố xuống đây cũng xa. Dạ. Dạ. Vậy con cứ yên tâm ha. Dạ. Nếu con... mà con có hỗ trợ cho Hân. Dạ. Khi nào Hân lên bệnh viện để ráp chân dạ. thì con cứ liên lạc với cô. Hỗ trợ chị. Ôi sẵn á. Dạ. Dạ chị đấy em sẵn quay cái này luôn. Hôm nay chú hôm nay con thưa cô chú, hôm nay đến đây chú với lại chị Tiền với lại cô á, thì con có đại diện mạnh thường quân ở bên Mỹ gửi cho Hân 300, đó là chú Newton Bùi với lại cô Kha Thi Bùi, là hai vợ chồng của chú gửi cho em 300. Trễ đi trễ quá thành nữ là chưa có đổi tiền. Ở đây thì tiệm vàng chú biết chú lại chú đổi giùm con nha. Dạ dạ. Này là chú để thẳng nha chú. Tiền này chú để nhăn mà nó sẽ không đổi mất giá đó. Để bầu dưỡng cho Hân. Dạ. Còn đây là của cảm bạn. Bạn của chị Tiền. Dạ. Hồi sáng này người ta gửi xuống để hỗ trợ bầu dưỡng cho bé Hân. Dạ cảm ơn con. Có anh thì có nhận được một cái khoản tiền nữa, đó là của chú Thái Cường ở Úc có gửi cho em, nhưng mà anh chưa nhận, anh đi anh chưa nhận, chắc khoảng tuần sau anh sẽ ghé thăm em tiếp. Dạ. Sẽ trao luôn. Vì đó thì giờ những người mạnh thường quân khác hỗ trợ về sức khỏe. Dạ. Đó, bây giờ em yên tâm đi, có chị Tiền là hỗ trợ chim rồi. Dạ. Bây giờ thì việc đầu tiên là em phải cố gắng ăn uống cho đảm bảo sức khỏe. Rồi sau đó khoảng 1 hay 2 tuần nữa lên Chợ Gãy khám lại một lần nữa. Dạ. Rồi nếu như mà trong thời gian tới mình có gấp chân thì anh sẽ liên hệ trước cho, rồi sau đó thông báo ngày để cho cô với chú đưa Hân lên Sài Gòn. Dạ. Dạ. Thì chắc có lẽ là tuần hai tuần nữa thì mình thuê xe đi lên rảnh kiểm tra sức khỏe. Dạ. Rồi coi bác sĩ nó thấy cảm thấy mà gấp chân được thì mình tiến hành ở đó để gấp chân luôn. Nhờ Bùi Hồ là dạ. liên lạc tới cái chỗ nào mà gấp chân tốt nhất. Hả? Ừ. Thôi em bé. Thì nói vậy là chính tiền là cô giữ dạ, cái gì là con có liên hệ dạ, với cô dạ. Là cô đi vô bệnh viện, cô với gái cô đem vô cho con. Hôm nay thì để Hân có được một cái đôi chân có thể đi đứng giống như mọi người, thì chắc có em thay mặt gia đình của Hân á cảm ơn cô ở Sài Gòn xa xôi nè. Cô thì không chịu lên hình, cảm ơn chị Tiền ở từ ở Mỹ cũng xa xôi đến đây để mà giúp đỡ cho gia đình của Hân hơn. Thực ra chị cảm ơn em dạ. Nhờ có em thì chị mới có duyên, chị mới thấy yeah. Cũng cảm ơn chú Newton Bùi với lại cô Ca Thi Bùi. Tôi cũng thay mặt ba mẹ nó, là ông ngoại bà ngoại nó, cảm ơn trước là cô với cô Tiền để giúp đỡ cho bé nó được cái chân để tới dễ dàng yeah. Không, bây giờ Việt Nam được mấy chú tốt được cũng đỡ à. Cái này con gửi cho bà ngoại của bé Hưng, lo cho bé Hưng. Rồi tinh thần lạc quan là được rồi. Dạ. Em cố gắng. Dạ. Em sau này nếu mà em có đủ điều kiện thì chỉ hy vọng em làm cái gì đó, em giúp người giống như em, hay là em có thể giúp ai đó khó khăn hơn em. Chị sẽ cố gắng, chị giúp em. Dạ. Em cảm ơn chị. Nghe được việc cảm giác mừng nhiều không Hân? Dạ mừng. Cũng sắp được đi lên xã bình thường. Mất chân cũng buồn á, nhưng mà quen lâu rồi cũng quen. Ba mới gần 4 tháng. Nên là giờ em cần một cái đôi chân để đi tới đôi chân bệnh sinh hoạt em dễ hơn. Để mình không có phụ thuộc nữa. Dạ. Bởi em coi cái lý sự hồ đưa lên á, mà chị nói chị khóc quá, em rớt nước mắt luôn.
chị nói không để chị sống hoài, chị sẽ đi về quê. Cô khóc luôn rồi kìa. Đó, chị nói vậy, chị mong có ai đi giúp đỡ cho cháu, có cái chân để cháu tự sinh hoạt. Em nghe là em rất là cảm động. Thôi con cứ mạnh mẽ lên. Dạ. Bà ngoại, con bà ngoại có phước lực không ngoại, ông ngoại. Ông ngoại em xúc động luôn rồi. Rơi nước mắt. Tôi bà trảnh tôi nghe rồi. Tôi nghe rồi là kể như là mình bình tĩnh. Tôi nói với bà an tâm đi nghe. Cháu ngoại mình nó bị tai nạn mà sơ sài thôi à, quẹt. Vậy mà bỏ lên huyết áp tới 17. Mà tôi cho chuyện mà hay những kiểu này ha, là kể như bà xỉu luôn. Còn anh nó làm công cho người ta Hồng Ngự á, tôi điện chủ nó, mày giờ mày nói với thằng anh của con bé Hân này á, em nó bị xe quẹt rồi. Thầy nói vậy là mướn cái xe 7 chỗ đưa nó ra ngoài xuống ước bả đi. Do đó là tôi quýnh cái giò tôi cúm ở trần, là tôi nói tính đưa bả ra lộ nặng xe đi luôn đó. Mà tôi nói không, mày vô nhà rước đi. Mà tôi rất bình tĩnh lắm. Thì bé này bữa đó đi bị xảy ra nạn cũng đi chùa. Dạ. Chùa về. Nhưng mà được cái nhờ có như em nó ở bên Mỹ đi về. Dạ. Cái này là số tiền lớn quá em không có đủ khả năng. Dạ. Mình nhờ giới thiệu nó. Ừ, chứ em hay hùng đi thôi. Có cái lòng vậy là quý như lắm rồi. Mình còn có tiền bạc gì mấy nhiều mấy mà có lòng là quý. Dạ. Nên mấy hơn được cái nó mất mát này chân tay, nhưng mà được cái nó đầu óc mấy nó mà dạ. Được ông ngoại dạ. Chị nhìn thấy chán. Dạ. Đó. Bởi vì nói con Tuấn là ông bà độ, dạ. Phật cũng độ, mặt mày không có gì với đầu óc cũng tỉnh táo rồi. Cái chân với cái tay thì cũng đau nhưng mà cũng đỡ phần nào, còn nói chuyện nó giảm này kia, còn bình thường nếu mà có tiền thì đi ráp chân thì nó cũng đi bình thường rồi, bởi vì cũng không có buồn gì mấy. Giờ cũng thôi, giờ số mạng mà, nếu mà ông bà mà phải che hết thì đâu có ấy, mà che sao nổi hết. Bởi vì nói thôi mẹ với ba nó ráng nó trển mần đi rồi vài năm nữa cũng về ăn mà chăm sóc nó, chứ không lẽ là tôi chăm sóc hoài đâu. Nhà nó ở trên Phú Lợi trên kia, yeah. Xa trển cũng độ nên thành nữ là hôm nay có gặp được chị Tiền, có duyên gặp được chị Tiền với cô nè. Cô coi nhiều clip lắm mà tự nhiên sao cô hay coi clip của con. Dạ, cũng cảm ơn cô. Là em thấy em xót xa, là em nghĩ gia đình em nó mất mát. Yeah. Mà bé Hân thì nó còn được cái mạng, yeah. Mà nó chỉ mất cái chân tay đó. Thì ai cũng nói rằng nó bé nó xinh quá mà mất cái tay với cái chân cũng thấy tội nghiệp, mà nhưng mà mặt mày đầu óc tỉnh táo rồi cũng mừng. Thôi lần nữa cảm ơn cô với chị nha. Cảm ơn chị. Mạnh thường quân giấu mặt. Em xin phép chị em về để trễ.